Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Sau đây em test dòng loa cặp loa HBX HS720 sở hữu 3 driver bass 18, một trung 12, một chép đo. Mời các bác nghe. Cặp loa chỉ 4 triệu 800 ngàn bao ship. Cặp loa còn thùng xốp nha các bác. Đến từ Mỹ, dòng loa hi-fi của hãng nha. Rất là hay, hay hơn cái tầm tiền chúng ta bỏ ra. Hiện tại em đang còn một cặp 720 nha các bác. Và cặp phía dưới là cặp Boxsell. Model là HS361, giá là 3 triệu 7 nha các bác. Đặc biệt giải trép của hãng này rất là hay nha, giải trép cực kỳ phê. Đây các bác thấy sao, tiếng bass rất là mềm và đặc biệt giải trép của hãng loa này cho ra tiếng rất là tơi. Đấy, giá 4 triệu 8 mà các bác đã thưởng thức được chất âm rất là tuyệt vời, rất là xa cái tầm giá chúng ta bỏ ra. Các bác nào lấy cặp 720 này thì liên hệ cho em nha. Các bác ở xa cọc tiền cho em là khoảng ít nhất là 1 triệu, hoặc là các bác chỉ khoảng đủ cũng được, tại số tiền nó không bao nhiêu. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều.